Thưa quý vị và các bạn, manh nha từ những năm 2012-2017, Quảng Nam bây giờ được nhắc đến như là một địa danh với những làng du lịch cộng đồng đa dạng nằm ở hầu hết các vùng, từ đồng bằng, ven biển, ven sông cho đến những làng du lịch cộng đồng như ở những vùng núi cao. Thành công của những mô hình này đã trở thành bước đệm để những mô hình du lịch sinh thái, du lịch bền vững phát triển hiện nay, đặc biệt là sau sang chấn chưa từng có mà ngành du lịch đang trải qua vì đại dịch COVID-19. Phóng sự sau giới thiệu đến quý vị và các bạn một làng du lịch cộng đồng ra đời sau nhưng đang hướng đến một địa chỉ, một sản phẩm du lịch xanh, xu thế phát triển của du lịch hậu dịch bệnh. Đó là làng du lịch cộng đồng Tân Thành, làng du lịch cộng đồng không rác thải đầu tiên của Quảng Nam. Với khẩu hiệu làm ơn giữ cho biển của chúng ta sạch bóng rác thải nhựa, ngày thường hoặc những phiên chợ cuối tuần được tổ chức trong điều kiện bình thường, không có dịch bệnh, khách hàng có thể đem đến tặng những hộp chai nhựa hoặc thủy tinh mình không còn dùng đến nữa. Những hộp này được làm sạch và dành cho những khách hàng khác nếu cần khi mua nước rửa chén, được làm từ vỏ trái cây tại đây. Vải tái chế, xà phòng tái chế, những vật dụng bỏ đi được tận dụng để làm những đồ dùng khác có ích. Hiện tại làng đã có điểm tập kết phân loại tái chế chất thải rắn. 13 doanh nghiệp cùng người dân làng chài Tân Thành từ giữa năm ngoái đã bắt tay nhau cam kết phát triển khu vực Tân Thành trở thành làng du lịch cộng đồng bền vững, lấy kinh tế tuần hoàn làm điểm tựa. Nó có một cái giá trị rất lớn, thứ nhất là về mặt lợi ích kinh tế, mình có thể tận dụng rất là những cái dụng như vỏ trái cây để mình làm nước rửa chén, cọ nồi, rồi là rất là nhiều ứng dụng và rất là nhiều trong thực tế, rồi là xác của nhà bếp thì mình có thể sử dụng để làm phân bón. Thế nên là để ngay mà thực tế là chọn để mình giảm được tiếp theo là mình giảm được cái áp lực ra môi trường. Thế thì một năm vừa rồi hiện tại gia đình ấy, thì em cũng phải đến từ đầu dịch đến giờ là không có vứt rác ra bãi rác nữa rồi. Việc đấy em thấy nó hoàn toàn không mất thời gian tí nào. Nó không mất thời gian, nó gọi là rác, nó gọi tưởng là nó bẩn, nhưng mà khi mà để nó cộng với lại các cái sản phẩm là thức ăn thừa ấy thì nó mới gây phân hủy, nó mới bẩn. Chứ còn tại nhà mình vừa ấy sử dụng để đựng thực phẩm nhà mình thì không thể gọi là bẩn được. Và không hề mất thời gian một chút nào. Từ phiên chợ đến hợp tác xã du lịch cộng đồng, bây giờ làng du lịch cộng đồng Tân Thành đã có thể tổ chức được những phiên chợ không sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần. Những cơ sở kinh doanh du lịch tại đây hầu hết có quy mô không lớn, song phế phẩm đều được thu gom tái chế hoặc chế biến lại những sản phẩm có ích khác. Bền vững cũng là từ mà làng chài Tân Thành này từ trẻ đến lớn đều nhắc đến khi nói đến hướng phát triển của cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành. Đây cũng là định hướng mà Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đang vận động doanh nghiệp tham gia xây dựng làng chài Tân Thành trở thành một địa điểm, một sản phẩm du lịch đầu tiên không có rác thải. Sống sạch, sống xanh, và đó là một trong những cái trend, tức là một trong những cái xu hướng hầu hết, không phải chỉ có Việt Nam không sẽ phải theo đuổi mà thế giới người ta đã làm lâu rồi. Thì đấy là một trong những cái cốt lõi để có thể là làm cho du khách người ta yêu quý khách sạn hơn, bởi vì khi chúng ta nói những cái điều đấy với du khách thì người ta tự cảm thấy nếu mà người ta chưa làm được cái đó thì người ta sẽ điều chỉnh. Đặc biệt là với nhân viên và cũng như là du khách thì người ta cảm thấy người ta được nâng cái giá trị lên. Thì tự nhiên là mình cũng cảm thấy mình được nâng cái giá trị của mình lên và cái doanh nghiệp của mình cũng như là cái khách sạn của mình. Thì tự nhiên là người ta sẽ quảng cáo cho mình, và đấy là cái điều quan trọng nhất để thôi thúc bên mình vẫn luôn luôn là mong muốn để làm cái này nó sẽ mạnh hơn nữa. Thì chúng ta đang chú ý trân trọng tới giá trị cuối cùng, thì giá trị trên này chúng ta đều phải trân trọng. Nên cái việc mà chúng ta trân trọng cái việc cuối cùng là rác mà tử tế thì tất cả sản phẩm quy trình chúng ta đều tử tế hết. Thì cho nên là cái việc là lúc mà chúng ta nhìn rác nó hơi kiểu của chúng ta nghĩ là nó không có giá trị, nhưng thực sự ra nếu chúng ta hướng tới đó giá trị thì đem nhiều quyền lợi ngược lại. Và đồng nghĩa với việc chúng ta phải nghĩ một điều rằng cái việc để làm thế nào để tuần hoàn được rác hay như tiết kiệm rác là vấn đề, đó là xu hướng thực sự của thế giới và của du khách. Chúng ta muốn làm du lịch xanh hay làm bất điều gì đó, chúng ta phải cần có định lượng, chúng ta đừng có định tính. Và định lượng đó thì còn mã hóa ra những bộ tiêu chí. Ví dụ như anh phải tham gia bộ tiêu chí du lịch xanh, anh bắt buộc anh phải tuần hoàn rác, tiết kiệm rác, anh phải tiết kiệm điện năng, anh phải tiết kiệm nước. Ví dụ như vậy là đây đó có sự hướng dẫn mà hiệp hội đã mã hóa được vấn đề rồi, thì hiện tại đang chờ ban nhân tỉnh phê duyệt. Mặc dù là tất nhiên chúng ta làm thì phải hoàn thiện dần dần. Mỗi nhà, mỗi cơ sở kinh doanh
tự hoàn thiện các giải pháp quản lý rác, trang trí cơ sở mình và mở cửa thành điểm tham quan check-in, sử dụng dịch vụ chung cho khách, cũng như tạo ra hoặc bán các sản phẩm ẩm thực đặc trưng để tăng nhận diện và tính hấp dẫn. Ở đó, cả cộng đồng cùng với du khách đến đây chia sẻ và cùng nhau thực hành những việc nhỏ, giảm thiểu rác, biến phế phẩm thành những vật dụng có ích. Điều đó dần hình thành thói quen, mặc định quan niệm về rác, góp phần một phần nào đó giúp giảm áp lực rác thải du lịch. Tân Thành đang trở thành một làng du lịch cộng đồng thật sự không rác thải, được nhiều du khách biết đến.